Rồi em Tùng chào anh em, thì hôm nay mình về một cái combo của Metabo ở không chỗ thang, thì 18V, hàng new chăm chăm, bao gồm có một máy, một pin, một sạc và giá của nó là 2.4 triệu. Metabo này 18V, siêu nhỏ gọn nhẹ, nó là VDH18DDX, thì hàng Mỹ về mới chăm chăm hở không chỗ thang, giá chỉ có 2.4 triệu thôi, bao gồm có một máy, một pin và một sạc. Thì cái sạc điện nó là 120V nha anh em, hàng Mỹ về. Rồi đây, siêu nhỏ gọn nhẹ, cái này bán tôn thì tuyệt vời. Tốc độ của nó cũng khá là dữ luôn, 3.200 vòng trên phút. Những anh em quan tâm liên hệ 0962232180, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em, thì đã sở hữu một cái combo này. Anh em liên hệ 0962232180, giá 2.4 triệu nha anh em. Lực của em này là lên đến 140 newton. Cảm ơn anh em.